thành phố Hồ Chí Minh bắt nhóm cắt định vị rồi gắn thiết bị theo dõi để trộm ô tô tiền tỷ. Nghĩa tháo định vị chiếc ô tô đắt tiền đã thuê rồi gắn thiết bị theo dõi, sau đó đối tượng rủ An Hoàng đi trộm ô tô. Ngày 28 tháng 5, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Đình Nghĩa, 36 tuổi, Vũ Nguyên Hoàng, 34 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Quảng Nam và Võ Văn An, 32 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Bình Định để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Do cần tiền làm ăn, anh Nguyễn Thế Tê, 26 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương, đem ô tô biển số 61A-94911, mua năm 2021 là 1,2 tỷ, thế chấp cho anh Bùi Hoàng L, 28 tuổi, giá 380 triệu đồng. Tại đây, cả hai thỏa thuận để anh L cho người khác thuê để đi lại. Ngày 29 tháng 4, anh L cho Hồ Lê Dê, 25 tuổi, thuê lại xe. Đến sáng ngày 7 tháng 5, anh Dê lấy xe cho anh Dê mượn để đi công việc ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Đê điều khiển xe ô tô về nhà tại địa chỉ 20, đường số 8, phường Linh Triều và đậu xe trước cửa. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh Đê đi ra khóa cổng thì vẫn thấy chiếc xe nằm ở đó. Đến 6 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5, anh Đê mở cửa nhà thì phát hiện ô tô đã bị trộm nên báo công an. Nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với công an phường Linh Triều trích xuất camera, điều tra truy xét. Camera khu vực ghi lại lúc 1 giờ 55 phút ngày 8 tháng 5, có một thanh niên đi bộ đến, mở khóa từ xa rồi lên xe chạy ra hướng đường Tô Vĩnh Diện. Anh L cho hay sau khi cầm xe của anh T, được sự đồng ý của chủ xe nên anh L có thuê xe tự lái và anh lắp hệ thống định vị. Tuy nhiên cách đây khoảng 2 tuần thì thiết bị này bỗng dưng bị hư hỏng. Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi, sử dụng hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm thủ phạm và tung tích chiếc Everest để làm sáng tỏ vụ án, với những nỗ lực không mệt mỏi trong quá trình điều tra truy xét, sau 9 ngày dòng dã làm việc, điều tra viên đã thu thập được thông tin quý giá là vụ trộm có liên quan đến quá trình cho thuê, mượn xe trước đó. Đến ngày 17 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức đã bắt giữ Nghĩa và An. Từ lời khai của hai đối tượng, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Hoàng. Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận ngày 7 tháng 4, Nghĩa đã thuê xe của anh L để đi công việc. Nghĩa nhìn thấy đăng ký xe thì biết anh L không phải là chính chủ nên đã nảy sinh ý định lấy trộm. Ngay trong ngày, Nghĩa đã đặt một chiếc chìa khóa giống với khóa của xe với trị giá 1,5 triệu đồng. Trước khi trả xe, Nghĩa đã cắt định vị trên xe và gắn một cục pin để hệ thống định vị hoạt động được thêm khoảng một tuần thì sẽ bị tê liệt do hết pin. Để thực hiện kế hoạch trộm, Nghĩa gắn vào xe một định vị khác nhằm mục đích để theo dõi định vị trước xe sau đó ở đâu mà lấy trộm. Một tháng sau, vào tối ngày 7 tháng 5, Nghĩa theo dõi định vị thì phát hiện chiếc ô tô đang đậu trước nhà số 20, đường số 8, phường Linh Triều, nhà của anh D nên đã gọi điện cho An và Hoàng rủ nhau đi trộm. Dạng sáng ngày 8 tháng 5, cả nhóm cùng đến đường số 8. Nghĩa đưa chìa khóa đã làm sẵn cho Hoàng đội nón kết đen, áo khoác dài tay đến lấy chiếc xe. Sau đó, Nghĩa giao bán xe trên mạng nhưng không có người mua. Đến ngày 14 tháng 5, Nghĩa được khách hẹn mua xe tại khu vực Phú Giáo, Bình Dương nên cùng An Hoàng đem đến nhưng khách hàng không đến mua. Hôm sau thì cả nhóm đưa ô tô đến xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để gửi cho một đối tượng không rõ lai lịch nhờ đưa đi tiêu thụ. Đến ngày 17 tháng 5, sau khi nghĩa xa lưới, công an thành phố Thủ Đức đã truy tìm và phát hiện chiếc ô tô của anh T đang đậu ở đường Liên Ấp ở Bình Phước nên đã tiến hành thu giữ, đưa xe về thành phố Hồ Chí Minh để điều tra.